Alo, dạ ơi. Bảy dạ. Nó đi làm, nó không lo tập trung làm, nó chơi game, nó tăng kim cương gì bạch kim gì rồi kìa. Thường nói tiếp với trai nhiều hay với gái nhiều? Với mấy chú. Với mấy chú. Với mấy chú. Ủa kỳ vậy. Thôi. Dạ. Giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Kính trên nhường dưới. Kính trên nhường dưới. Dạ, cái như là lễ phép. Dạ, phép giống rồi. Bây giờ em độc thân vui tính bao nhiêu lâu rồi? Dạ em độc thân vui tính chắc cũng 4-5 rồi á. 4-5 rồi hả? Mới tình 2 tháng là có hôn má đúng không? Dạ có. Có hôn môi không? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Chưa mất trên môi. Dạ em có 3 mối tình. Cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ 2. Còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ 3. Cái em chỉ chia cái lương khoảng 20% để em đi chơi bạn bè đó. Còn lại thì em bỏ ngân hàng cái đồng. Ủa có bỏ ngân hàng nữa hả? Có tài khoản cũng đỉnh đó. Trời ơi, cũng đỉnh lắm nha. Rồi em bấm gì nhiều quá vậy? Bây giờ hai màu luôn rồi. Cái gì? Em bây giờ em thấy dùng màu gì? Màu đỏ hay là màu xanh? Dạ em tên là Huỳnh Minh Khang, hiện tại là em 22 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận Nhất. Thôi không giữ vậy cơ. Nó rung hơi chưa. Nó rung quá hả? Dạ. Là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 2000 hả? Dạ đúng rồi ạ. Dạ. Mà có chút xíu trẻ măng mà ế gì mà lên đây? Tại vì em muốn dắt con dâu về cho má em. Muốn dắt con dâu về cho má em. Gì mới 20 tuổi mà dắt con dâu về vậy? Sao vội vàng quá vậy? Dạ tại vì má em tưởng là em chơi đi. Chơi đi. Chơi đi. Trời ơi. Tại môi trường của em là tiếp xúc nhiều bạn nam bạn nữ, với lại đặc biệt là nam nhiều hơn. À. Dạ. Anh má sợ quá, má biểu lấy vợ đi hả? Dạ không, kiếm người yêu về cho yên tâm. À. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? À, điểm mạnh của em là biết nấu ăn. Nấu ăn nấu được những món gì? Dạ mấy món mà dạng như cho tập gym này nọ chị. À, tập gym hả? Có tập gym đó hả? Dạ có. Tập gym sao thấy cũng hơi đô à? Dạ tại vì em chưa kiểu như chưa giảm cân. À. Dạ em đang muốn tập cho bự thêm rồi giảm cân sao. Tập bự thêm nữa? Dạ. Wow, cao mét mấy? Dạ 1m75. Biết chăm sóc bạn nữ, lễ phép với người lớn. Dạ. Nhưng mà thế mạnh em là biết chăm sóc phụ nữ là biết chăm sóc như thế nào? Thí dụ như là bạn nữ muốn giảm cân hay là muốn tăng cân thì em đều biết cách ăn uống sao cho nó hợp lý. Trời ghê, là phải qua bằng tay em á hả? Dạ. Rồi còn điểm yếu của mình là gì? Tính hơi nóng xíu. Nóng hả? Nhưng mà biết kiềm chế được, với lại não cái vàng. Nếu mà tập trung cao độ thì không có quên, còn mà lơ đãng cái là quên. Dạ. Quýu cái là hơi lắp bắp phải không? Dạ đúng rồi. À rồi, đó là chàng trai của tôi ngồi trên ghế màu xanh. Rồi. À, Minh Khang, sinh năm 2000. Dạ. 22 năm nay, nếu tính năm nay là 22 á ha. Dạ đúng rồi. 22. Cô gái ngồi ghế màu xanh của tôi. Giới thiệu về mình đi cưng. Em là Kiều Trinh, năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi luôn. 2000 luôn hả em? Dạ em 2000 ạ. Wow. Đó là trùng hợp quá đi. Quê em ở Bạc Liêu. Bạc Liêu, và hiện giờ em đang sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ em đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ hiện tại em đang là nhân viên marketing cho một công ty startup về truyền thông. Thế mạnh thế yếu em là gì nè? Được mọi người nhận xét á thì em là một người khá là hoạt ngôn và tích cực, giao tiếp khá là tốt. Còn khuyết điểm thì em nghĩ em nói hơi nhanh, cho nên là em đang cố gắng nói chậm lại hơn. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt Jones hết trong một mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt Jones hai trong một, giặt và xả tất cả trong một. Rồi bây giờ chàng trai chiếc ghế màu đỏ nè, em tên gì? Dạ em tên là Đức Vũ ạ. Dạ năm nay em là 22 tuổi, em cũng sinh năm 2000 luôn. Trời đất ơi, đâu mà rủ nhau bộ nguyên học chung lớp hay gì vậy? Cột lứa, cột lứa. Vũ là đang làm gì? Dạ hiện tại em cũng là bartender cho một cái quán bar Nhật ở quận 1. Ừ, có làm chung bạn này không? Dạ không. À. Dạ em đang học ngành quản trị khách sạn của Đại học Ngoại ngữ Tin học Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi ngoài những cái giờ thời gian rảnh rỗi, ngoài công việc với đi làm việc học thì em làm gì? Dạ thường thì em đi chơi thể thao ạ. Thì chơi em chơi gì? Bóng đá với lại bóng chuyền. Ồ, có bóng đá bóng chuyền. Cao mét mấy? Dạ em cao 1m76. Nặng nhiêu ký? Dạ 76 ký. Điểm mạnh điểm yếu? Khá khéo bằng nói, tại vì em làm bartender thì em cũng phải giao tiếp liên tục. Ủa gì? Bartender là trong đó nhạc sùm mà nói sao nghe? Cái quán bar mà cái nhạc chiêu ấy. À. Để mình có thể giao tiếp được với nhau. À. Thường nói tiếp với trai nhiều hay với gái nhiều? Với mấy chú. Với mấy chú. Với mấy chú. Ủa kỳ vậy? Thôi. Cả tuổi em thì là hay đi mấy cái bar mà sập sình ở ngoài bùi diện hơn. Còn cái quán của em thì hướng tới những cái người mà người ta đi làm, người ta muốn bàn công việc á, thì thường thường là cỡ lớn tuổi. Dạng như là nhạc bolero hay là nhạc chill là thế nào? Nhạc jazz. Mà chú là chú cỡ chú Đạt vậy không? Dạ không.
Hơn chú Đạt hả? Dạ, đi u rồi. Nhảy đầm ta 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 ta. Điểm yếu thì em hơi cứng nhắc một chút. Tại thì thường là mọi người hay nói là tính trước thì bước không qua, nhưng mà em lại muốn có một cái kế hoạch, kiểu là mình tới lúc nào mình phải làm cái việc đó luôn, nên là em cứ hay theo cái đó thì nó hơi cứng nhắc. Có nghĩa là mình tự lên lập cái kế hoạch trước rồi mình làm theo đó. Kế hoạch của em thường là kế hoạch ngắn hạn hay kế hoạch dài hạn? Dạ, ngắn hạn thôi, kiểu là trước khi một cái buổi đi chơi hoặc là cái gì đó thì em sẽ đi chơi đi dạo khoảng 1 tiếng đồng hồ. Là 1 tiếng đồng hồ sau là phải ăn. Em canh đúng giờ luôn, canh đúng giờ luôn, em đặt bàn luôn, canh tới đó là vô ăn. Mẹ em cứng thiệt luôn á, em cứng gì kỳ vậy, đi chơi mà không có được feeling phải đúng theo giờ giấc là sao trời. Mỗi khi nó vỡ cái kế hoạch của mình thì mình cảm xúc mình sao? Mà giờ nó hơi khó chịu. Khó chịu sao, nói chuyện hay hay có lớn tông nhẹ lắm. Còn em? Dạ em chào. Em tự giới thiệu mình nè. Tên là Nguyễn Võ Giàu Sang. Wow. Giàu Sang. Năm nay em 22 tuổi, cũng 2000 giống như ba bạn tham gia. Vậy là 4 đứa 2000 hết luôn. Em làm bên truyền thông cho một công ty ạ. Dạ nên công việc của em thì em hơi nói nhiều một xíu. Quê em ở đâu nè? Dạ quê em ở Tiền Giang. Điểm mạnh điểm yếu của em? Em biết nói ăn, với lại là chơi game có thể gọi là... Có luôn, đúng, mình chơi game giỏi dạ, mà. Em chơi game được một xíu. Em hay chơi là kiểu như là những game sinh tồn á anh. PUBG hay là Free Fire. Trời ơi, ôi, coi như là em gánh team á hả? Dạ không, kiểu như em chơi được thôi ạ. Bây giờ là em là găng kim cương hay là găng gì rồi? Dạ, bạch kim. Bạch kim luôn. Wow, cái là cũng là thế mạnh của mình. Công nhận mấy bạn này mét dạ nè. Chị lén lén chơi game hoài. Có phải mấy đứa nhỏ nó chỉ em, hai thằng con em mét chỉ. Mét dạ. Alo, dạ ơi. Bảy bảy. Đạt nó đi làm, nó không lo tập trung làm, nó chơi game, nó tăng kim cương gì bạch kim gì rồi kìa. Có một cái là em không biết là điểm mạnh hay điểm yếu của em đó là khi mà làm gì đó thì em hay nghĩ cảm xúc với người khác trước. Nhiều lúc em cảm thấy là mình bị chịu tổn thương nhiều nhưng mà người khác không có cảm nhận được. Wow, đa sầu đa cảm hả? Dạ đúng. Nghĩ đó là một cái điểm mạnh đó. Thật sự là khi làm việc gì mà nghĩ cho người ta trước, đó là sự tốt bụng của mình chứ đâu gì đâu. Bạn bè hay này kia thân đến mấy, kiểu như là tiền bạc hay là tình cảm gì, em kiểu như rõ rệt ra. Rõ ràng rạch dạ. Rồi dạ. Rồi bây giờ tới cái tình trường tình yêu nè. Rồi chàng trai hay ghép màu xanh nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em trải qua 4 mối tình. Mối tình gần đây nhất 1 năm 3 tháng. Mối tình này là mới vừa chia tay hồi tháng 7, trong dịch luôn. Dạ. Lý do sao chia tay? Cái như hai bên có xích mích phòng chống dịch hay gì? Dạ. Đợt trước đó là em có đi chống dịch. Dạ. Thấy chưa? Tao nói đúng kìa. Em là tình nguyện viên. Sợ nữa bạn nó không chịu, sợ lây bệnh. Dạ đúng rồi. Với lại là đợt đó là em có đi làm quán bar nên bạn đó sợ kiểu như là tiếp xúc với nhiều bạn nữ. Người ta sợ. Ai là người nói chia tay? Dạ em. Em luôn. Dạ. Em nói là sao? Cãi lộn xong mà hai người không hiểu nhau nhiều á thì nó cũng như không. Thà vậy em chia tay luôn. Bạn cho nó bớt đau khổ. Dạ. Giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Kính trên nhường dưới. Kính trên nhường dưới. Dạ, cái như là lễ phép. Dạ, phép giống rồi. Có biết nấu ăn cũng được, mập cũng được. Tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn em giảm cân được. Dạ, đúng rồi. Wow. Ốm thì em có thể làm cho bạn đó tăng cân theo một cách healthy. Hô biến được những điều đó luôn á hả? Dạ được. Nếu mà bạn đó có thể kiên trì được là em giúp được. Tướng to khỏe, tập tạ. Có thể điều khiển được khối lượng. Có thể giúp cho bạn gái mình điều khiển được khối lượng trong cơ thể luôn. Hay quá. Bây giờ thì chàng trai tâm sự về những mối tình của mình. Giờ em tâm sự tình trường của mình đi nè. Dạ em thì hồi đó giờ em có một mối tình hồi vào cấp 3. Một mối tình duy nhất. Quen chính thức thì đúng là một mối tình. Và hồi cấp 3 thì tụi em quen được khoảng 6 tháng và chia tay vì kiểu yêu xa, cho nên là không còn hợp và cũng không còn tiếng nói chung. Với cả lúc đó tụi em ai cũng còn nhỏ cho nên là không có quen lâu dài được với nhau. Và từ đó giờ thì em cũng có tìm hiểu qua vài người nhưng mà không có đi tiếng xa được. Và bây giờ em độc thân vui tính bao nhiêu lâu rồi? Dạ em độc thân vui tính chắc cũng 4 năm mấy rồi á. 4 năm mấy rồi hả? Lý do là dài. Sao mà trẻ mà đẹp dễ thương mà gì tới 4 năm mà không có bồ vậy, lý do gì? Dạ chắc duyên số, duyên phận nó chưa tới. Và bây giờ mẫu hình tượng của một hot boy em là như thế nào? Em thì thích một bạn nam không cần quá đẹp trai cũng phần hot boy như vậy đâu. Em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tự tế. Em quan trọng về tính cách hơn là vẻ bề ngoài. Và em thích một bạn độc lập được tài chính. Em không thích bạn nào mà còn phụ thuộc vào gia đình quá nhiều. Cho tôi hỏi một câu, hai chàng trai của mình bên hàng ngày còn có xin tiền mẹ không? Thì mẹ cho con tiền ăn sáng mới xin thôi. Căng quá là có xin. Dạ, xin chắc tầm 10.000-20.000.
Ủa 10 ngàn 20 ngàn dạ, là tiền gửi xe hay là không, không phải không có tiền mà gọi là không có tiền lẻ để gửi xe à? Tiền trắng thì có. Dạ đó là như mượn đỡ thôi, mượn đỡ tâm đỡ không thôi. Có xài tiền mẹ nữa hả? Dạ không, tại vì kiểu em đi làm em chỉ có cái em chỉ chia cái lương ra khoảng 20% để em đi chơi bạn bè đó, còn lại thì em bỏ ngân hàng cái đồng. Ủa có bỏ ngân hàng nữa hả? Có tài khoản cũng đỉnh đó. Trời ơi cũng đỉnh lắm nha. Có tài khoản để dành nha, đi là không có xài tiền gia đình mà thậm chí còn có tài khoản riêng cũng đỉnh lắm nha. Đỉnh đúng đỉnh lắm á trời. Đó là cô màu xanh rồi phải không? Bây giờ dạ. Tới anh chàng ở ghế đỏ là anh chàng mà có tài phản gũng gỉnh. Gũng gỉnh là nhiêu em? Mấy trăm ngàn hết tiền sạp. Gũng gỉnh là nhiêu anh à? Đủ nhét túi rồi thôi. Đủ nhét túi, nhét túi đi, mắc gì gỡ ngân hàng. Mua mấy cây kem rồi là được rồi. Tiền nữa rồi phải chứ mua kem. Xấu quá. Xấu kia. Tình trường sao rồi nè? Chắc đó giờ em chưa yêu ai. Nắm tay má đi chợ luôn mà. Nắm tay chị đỡ đi cơ. Chị như má vậy đó. Người phụ nữ mà em được gặp hai lần có mẹ hả? Đó giờ em có 3 mối tình. À 3 mối tình. Dạ. Thì cái mối tình gần đây nhất khoảng năm 2020 thì là kiểu là quen ngắn thì chỉ khoảng 2 tháng à. Nhưng mà kiểu là đầu tiên mà em thích một người tới như vậy. Có 2 tháng mà sâu đậm lắm hả? Dạ, sâu cỡ nào đậm cỡ nào nói nghe coi. Chia tay xong khóc hết nước mắt. Có khóc luôn hả? Lý do sao chia tay? Bạn đó chỉ là bạn nó thấy là kiểu cái thời gian đi làm em không có đáp ứng được đó. Tại vì cái tính chất công việc của em thì là những cái ngày như là ngày lễ lớn đồ á thì là thường thì bạn nó muốn đi chơi, còn em thì em phải đi làm. Cứ tháng đầu thì bình thường, còn tháng sau bắt đầu bạn thấy là chán là vì không có được gặp nhau nhiều á. Nên là bạn nó muốn chia tay. Bạn nó nói với em luôn? Dạ. Rồi em trả lời sao? Dạ, tại em nghĩ là giờ người ta đã quyết định vậy rồi, giờ em níu kéo chắc cũng không được gì mà làm xấu cái hình ảnh của mình nữa. Vậy sao khóc? Khóc đẹp hả? yếu lòng, em có những có giây phút yếu lòng. Khóc trước mặt bạn đó hay khóc mình? Khóc mình, em ngồi em góc. Dạ khi mà chia tay đúng lần khi mà chia tay có đồng ý điều đó không? Không anh, không chịu đâu. Cũng có chứ, cũng có. Có rồi chứ. Rồi sao ngày hôm sau phải chấp nhận này. Giờ còn gặp lại bạn đó không? Dạ không, tại bạn đó lớn em mà nó ra trường. Mối tình 2 tháng là có hôn má đúng không? Dạ có. Có hôn môi không? Dạ không. Dạ không. Chưa mất trên môi. Chưa mất trên môi. Rồi bây giờ muốn tìm một người bạn gái như thế nào nè? Em thích bạn gái lùng lùng thôi, cỡ mét năm mấy là được rồi. Cúi xuống hôn cho nó đã ha. Em thích bồng. Trời ơi. Bồng lên hả? Trời ơi. Em thích mấy bạn bánh bèo một xíu, không có cần quá mạnh mẽ đâu. Dạ, tại em bao bọc người ta được. À, dạ. Người ta không nhẽo chịu nổi không? Em nghĩ được, em nghĩ được. Người ta thích cái gu nhõng nhẽo bánh bèo để được chiều chuộng nâng niu ẩm lên đồ. Lát tôi cho ẩm nha. Hôm nay cái bạn Ngô Đức Vũ ngồi ghế đỏ mà nếu cô nào bấm nút tránh bạn đó là tôi sẽ cho bạn đó ẩm lên. Ẩm lên đồ luôn. Để thử sức khỏe luôn. À. Anh chàng ghế đỏ nói ở bên đây vẽ trái tim hoài luôn á rồi. Tiền hoài luôn mà không biết sao giờ. Tâm sự đi nè, cô bé này em cao nhiêu? Dạ 1m57. 1m57 nha bạn ơi. Ừ, bên đây 1m7 mấy là ngon rồi. Đó là thấp thấp nè. Bây giờ tâm sự chuyện tình yêu em như thế nào? Dạ em có 3 mối tình. Cái mà để cho em sâu đậm nhất là mối tình thứ 2. Còn cái mối tình mà em ghim nhất là mối tình thứ 3. Đâu tâm sự nghe chơi mối tình thứ 2 và thứ 3 nghe đi. Dạ mối tình thứ 2 của em là hai tụi em làm chung chỗ nên kiểu như mọi người gán ghép với nhau á. Bạn nó cũng quan tâm em nhiều quá, xong rồi em bị mưa dầm thấm lâu á anh. Nên em cảm động. Cua cẩm em dạ, nhiều quá rồi. Rồi thấy siêu lòng. Dạ đúng rồi, sau trong vòng 2 tháng xong rồi đợt dịch đầu tiên á, xong rồi em về quê bạn đó trên đây thì kiểu như tình cảm bị xa cách, xong rồi lên cái hai đứa cứ vậy chia tay. Và mối tình em ghim là cái mối tình nào? Là mối tình gần đây nhất, 11 tháng. Dạ. Lâu hơn đúng không? Dạ. Chia tay thì là do bạn đó hơi vô tâm với em á anh. Suy nghĩ của bạn đó lúc nào cũng xem em như là một đứa con nít á. À. Em nói ra cái vấn đề gì thì bạn đó cứ nghĩ em là cái chuyện này không quan trọng. Vấn đề bạn ấy nó quan trọng hơn. Dạ đúng rồi. Nên như em như dạng như ông cụ non hiểu không? Dạ đúng rồi. Với lại là bạn đó quên ngày sinh nhật của em. Trời ơi. Ở đây não cá vàng lắm, chắc mấy ngày đó cũng không nhớ không đâu. Có đâu chị. Mà lúc mà sinh bạn ấy quên là em nhớ mà. Lúc bạn ấy quên ngày sinh nhật của em thì lúc đó thái độ em như thế nào?
em không có nói là cho bạn đó biết luôn. Không nói luôn. Dạ, xong rồi bạn bè của em chúc mừng sinh nhật của em thì bạn đó mới thấy. Xong bạn đó vô chúc cái em cũng gì đó. Xong rồi tình cảm của em kiểu như là mình bị xuống, mình hụt hẫng á. Buồn rồi xong lắm. Chia tay luôn. Dạ, xong chia tay luôn. Cái cô bé ở bển đang nói chuyện mà tôi nghe có một cái âm thanh gì đó. Cái gì? Mà lỗ tai tôi tính để sợ. Tôi lắng nghe, bạn nhỏ ngồi kế bên tôi nó hát. Ở bên kia nói chuyện mà bên đây nó là ghế màu đỏ hả? Ồ, nãy bên kia nói bên đây dễ trái tim. Kiểu như hưng phấn cái gì trong người á, mà ngậm miệng lại nhưng mà tiếng nó ra từ trong cuốn họng á, tôi nghe được cái bộ tiếng. Ôi, tiếng hát ra từ trái tim. Ồ, bữa nay tin quá trời luôn, toàn bốn bạn tin. Bây giờ nè, mẫu người đàn ông lý tưởng phải cao hơn em, không có gia trưởng, không có kỳ bò tính toán, với lại là ít nói một xíu. Tại vì em cũng hơi nói nhiều nên nếu mà hai đứa nói thì không đứa nào nghe nên em. Ở đây anh không có nói nhưng mà anh chỉ hát không à. À, Phóng anh có thừa tại vì anh có tiền rủng rỉnh ở trong ngân hàng để mua cho em. À, được chưa? Dạ. Cao to luôn, có thể ẵm em lên chút xíu nữa nếu như em bấm nút chọn. Đó. Ngon lành quá. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân ở dưới đi nè. À, hello em gái, hôm nay em đi theo ủng hộ ai? Em xin chào anh Hứa Bình Đẹp và chị Cát Tường. Và em là bạn của bạn gái ngồi ghế xanh. Theo em nhận xét thì bạn em có tính rất là tự độc lập về kinh tế của mình. Bạn ấy cần một người bạn nam lo cho bạn nó nhiều hơn. Lo lắng, dạ, chăm sóc. Theo như em nghĩ rằng là bạn Khang ngồi ở ghế xanh hay là bạn Vũ ngồi ở ghế đỏ thì ai sẽ là cái người phù hợp với bạn của em hơn? Dạ, em thấy bạn ngồi ghế đỏ hợp với bạn Trinh hơn. Tại vì theo cách bạn ấy nói thì em cảm thấy hợp. Rồi, chị cảm ơn em. Rồi, mời em trai. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hứa Minh Đạt. Em là bạn của bạn Khang. Thì nói chung cái gu chọn bồ anh nó hơi khác người, anh không biết tư vấn sao luôn. Không, nhưng mà mình phải quan tâm chứ, như là biết. Không, mấy giờ anh có ý kiến này, em kiếm cái đồng tiền, em búng lên đi. Mặt ngửa em chọn ghế xanh, mặt sắp em chọn ghế đỏ. Trời ơi, tình yêu mà làm như cờ bạc gì có đồng tiền. Không, mình đùa thôi, quan trọng là dạ, chút kéo cửa ra em thấy em hợp với ai, cảm xúc với anh thì em chọn thôi. Dạ. Thì đúng. Nếu mà hỏi riêng với anh đó, thì anh chọn áo đen. Chọn áo đen là ngồi ghế màu nào? Bạn á ngồi ghế màu xanh. Dạ, mà hỏi ý anh là anh chỉ là cô ngồi ghế màu xanh. Dạ, không biết thì ý anh sao, thì ý riêng của anh là vậy á. Dạ. Em có cái linh cảm là bạn ngồi ghế màu đỏ có một cái diện mạo như thế nào nghe qua cái giọng nói đó? Dạ, em nghĩ bạn nói sẽ là cao, hơi cao, đôi con một xíu. Còn em có hình dung hai bạn nó như thế nào không? Theo em nghĩ thì chắc hai bạn sẽ kiểu trẻ, và thường người trẻ thì sẽ biết chăm sóc bản thân, kiểu biết mặc đồ, chăm kỹ da chẳng hạn, đại loại vậy. Em nghĩ mấy bạn sẽ kiểu ưa nhìn. Và theo giới thiệu thì hai bạn đó khá là cao. Hai cô gái của chúng ta rất là nhỏ nhắn xinh xắn ha. Xinh xắn. Thôi được rồi, cho người ta chọn đi ông ơi. Rồi, mở cửa trái tim. Đứng lên biểu diễn body nè. Hai anh đi. Cho mình có hai món quà nhỏ mình muốn tặng luôn. Trời, đúng là mấy bạn trẻ. Dạ, em cảm ơn. Chưa kịp khép tặng quà liên liền. Mình có thể vui quà mình coi là mấy ảnh tặng cái gì vậy tụi em. À, tặng quà hả? Rồi tặng đi, em muốn tặng, em tặng đi. Tặng đi, cứ tặng nhau. Đó. Giàu sáng. Cảm ơn bạn. Dạ em. Ủa sao ngộ hả, mấy bạn này tặng ngược hết trơn ha. Bạn ghế đỏ thì tặng bạn ghế xanh, bạn ghế xanh thì tặng bạn ghế đỏ. Chà, bây giờ sao ta? Giờ từng bạn một nè. Rồi dạ. bây giờ rối hết trơn. Các bạn làm rối hết trơn, tại sao tặng quà chéo nhau? Hỏi hai cô gái trước, hỏi lý do tại sao em gái ở ghế đỏ, tại sao em lại tặng quà cho bạn ở ghế xanh? Dạ, tại vì từ lúc nãy giờ em bị ấn tượng với giọng nói của bạn đó. Rung rung quá hả? Cái giọng bạn ấy rung rung quá. Dạ, em tên là Huỳnh Minh Khang, hiện tại là em 21 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh và làm bartender một quán bar ở quận Nhất. Không dữ vậy cơ. Nó rung. Nó rung quá hả? Dạ. Với lại micro bạn ấy bị hư quá. Rồi còn em gái ở ghế xanh, tại sao em lại tặng cuốn sách cho bạn ngồi ghế đỏ? Dạ, tại vì bộ đồ. Vô tình trùng hợp. Nhau hả?
Tất cả mọi thứ đều có lý do. Bởi vậy nhiều khi các anh ngồi dưới anh kêu thảy đồng xu nó cũng có thể đúng lắm đó chứ. Nó dạ, không có cái gì đó, cái nhân duyên mà ha. Các em cảm nhận thì cái áo của bạn ngồi ghế xanh cũng không có mạnh mẽ lắm nhưng mà được chấp nhận. Chấp nhận đúng không? Rồi, ổn đúng không? Mình dạ, anh biết được là bạn ấy là có thể điều khiển được khối lượng của người phụ nữ đó. Nhưng mà chưa điều khiển được chiều cao nha. Rồi bây giờ hỏi hai chàng trai nè, cảm nhận đầu tiên khi mở cánh cửa này ra thì thấy hai bạn gái như thế nào? Theo cá nhân em thì em thấy hai bạn đều rất là đẹp, dễ thương. Giọng nói cũng hay. Nãy giờ có sao xuyến, có ba rung động gì với ai trong lòng chưa? Có, mà nói kỳ lắm. Nói kỳ lắm. Sao mà làm gì với bê đê vậy? Mẹ lên coi. Em cũng có. Cũng có không? Dạ. Nhắm ẩm nổi không? Được trời. Này, được chưa? Được. Còn em? Còn em? Cảm nhận như thế nào? Dạ em thấy là hai bạn đều rất là xinh. Mỗi bạn có điểm xinh khác nhau. Có rung động với ai chưa? Có điểm xinh khác nhau. Có luôn. Nhưng mà không nên nói ra. Bây giờ đúng rồi. Không giờ mình nói về cái trực diện mình thôi. Bạn ngồi ghế màu xanh có điểm xinh gì nè? Dạ điểm xinh về mảng cá tính. Cá tính? Dạ. Còn bạn ngồi ghế màu đỏ có điểm xinh gì nè? Nhẹ nhàng. Bây giờ hai bạn nữ thì sao? Coi quà đi, bây giờ quà đi bên đó. Quà đi. Hả? Cái này là quà của ai à? Dạ. Của bạn màu xanh. Dạ, của các bạn ghế đỏ. Bạn ghế đỏ tặng cho em á hả? Dạ. Là gì vậy? Wow. Là gì vậy? Son. Hình như là son. Nói chung người ta hình như là son hay sao? Người ta có tiền trong tài khoản á, các quà tặng người ta không cắt. Một cái quà tiền son màu hồng. Ba đi đâu à? Nhưng mà hai món quà khác nhau nha. Dạ. Cái này là cái gì vậy? Là mình để vậy hả? Mình treo á, đeo lên. Quà của người ta mà lạnh không à. Quà của anh này mà tự nhiên ngồi thuốc minh đeo lên dạ. Nè. Ủa cái này gì nó bị dính gì hả ta? Đâu em hãy nói về món quà của em ý nghĩa như thế nào chứ anh đâu biết. Tại em thấy nó dễ thương, bạn nữ thì thích cái đó anh. Thế là phải son. Rồi còn bên đây món quà gì? Dạ của bạn ghế xanh là cái son. Còn bạn bên ghế đỏ là căng quá vậy, em cứ đi, quà của em mà. Đây anh mở ra cho như anh biết nè. Dạ. Wow. Trời bác cái này anh rành lắm. Ôi trời. Dạ không sao. Dạ đây là phấn. Phấn mắt. Trời. Của bạn ngồi ghế đỏ thẳng. Dạ. Hiểu tâm lý phụ nữ quá. Cái món quà, cái cây đó là ý nghĩa em tặng bạn đó là cái gì vậy? Tại vì em thích xương rồng á anh. Kiểu như là nó mạnh mẽ, kiểu như là nó sống trong mọi môi trường đều được nên em thích cái sự mạnh mẽ của cây xương rồng. Em muốn là gửi sự mạnh mẽ của mình. Dạ, cho bạn đó chăm sóc. Dữ lắm. Trời ơi, cho bạn đó săn sóc mới ghê chứ. Gửi sự mạnh mẽ của mình cho bạn ấy chăm sóc. Rồi còn cái bạn này hai người áo đen tặng cho nhau sách gì vậy? Ghê lắm, giải mã ma trận vũ trụ. Dạ cuốn đó là cuốn luật tâm thức. Tại vì em thấy cuốn đó hay và tại vì em cũng thích đọc sách đó. Cho nên là em tặng mong là bạn đó đọc được, bạn đó sẽ tìm được cái nhiều thứ mới mẻ và hay hơn. Đã lại vậy. Nó nói về vũ trụ hay nói về cơ thể con người? Dạ nói về con người, về góc nhìn đa chiều. Wow. Có cái nào đọc sách không Cương? Dạ em toàn đọc tiểu thuyết. Bên đọc tiểu thuyết ngôn tình, bên đọc về vũ trụ, hai đứa hợp dễ sợ. Rồi chúng ta sẽ trò chuyện bây giờ mình, cái chủ đề của mình là sẽ là cái tình phí nha. Nhưng mà bây giờ mình nếu như yêu nhau thì theo như tụi em nghĩ nếu mình hẹn hò nhau đi chơi thì cái tiền bạc cà phê hẹn hò ăn uống đi chơi đi du lịch thì ai sẽ là người thanh toán? Đó đây, người phụ nữ rất là rạch ròi vấn đề tiền bạc. Em sẽ kiểu như là không nói thẳng với bạn đó. Tại vì em biết là con trai nó sẽ có một cái phần nào thể hiện cái trong lòng của mấy bạn đó. Đúng dạ không? Đúng rồi. Kiểu như là em sẽ trả những cái món quà, những cái món cái phí mà lặt vặt á anh. Hoặc là em sẽ hẹn một kiểu như đi chơi ở cái cuộc khác thì em sẽ lá khao là bạn dạ. Đó. Còn em á thì thường em thích tặng những món quà nhỏ nhỏ. Cho nên là thường về việc ăn uống hoặc là đi chơi thì thường em sẽ để cho bạn nam chủ động trả và em thường sẽ trả những món quà nhỏ hoặc là những cái như bạn nữ bên ghế đỏ thì là những cái cuộc hẹn nhỏ hơn một chút đã lại vậy. Và thì em cũng có lý do khi mà em thích những bạn độc lập tài chính á, thì khi mà độc lập tài chính á thì khi em quen bạn đó em sẽ thoải mái hơn và khi mà bạn đó có lo lắng cho em hoặc là chăm sóc cho em thì em sẽ đây là tiền mà đó làm ra và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được và em là bạn gái em xứng đáng em nhận được. Rồi hai bạn trai em. Dạ nếu mà khi mà đi chơi một cuộc hẹn nào đó em sẽ là người trả tiền. Nói chung là đi chơi là em trả tiền. Dạ đúng rồi. Rồi còn em thì sao? Dạ, thì em nghĩ là cái cuộc hẹn đó mà mình hẹn với nhau thì em cũng chủ động trả tiền vì
em là người hẹn người ta, với lại em nghĩ là bạn nam thì cũng nên trả cho cái bữa mà hẹn hò của mình. Ừ. Còn nếu như mà trong những cái cuộc hẹn đi chơi xa ví dụ, thì nếu bạn nữ có cái ý định mà muốn chia sẻ phần nào đó, kiểu là như một bữa ăn hoặc là cái gì đó, thì bạn nữ có thể góp vô, còn không thì em vẫn sẵn sàng cái tâm lý là em sẽ trả. Ừ. Hỏi ra để cho các bạn chia sẻ, để các bạn tự nhận xét về nhau, tự hiểu về nhau xem mình có thể phù hợp với ai. Rồi một chủ đề nữa nha. Bây giờ chị hỏi bạn gái ở ghế đỏ trước nè, em suy nghĩ như thế nào nếu như mà mình đang yêu một ai đó, bỗng một ngày mình đi làm, đi trên đường đến công ty gì đó, mình thấy một anh chàng khác, mình say nắng anh chàng đó, thì em sẽ xử lý ra sao? Khi mà yêu ai đó thì em sẽ có một vị trí cho cái người đó trong trái tim của mình. Nếu mà em có lỡ thấy cái người nào đó mà kiểu như ngon hơn hay gì đó thì em cũng sẽ em sẽ tự nhủ lòng là đó chỉ là cảm nắng thôi, em tự biết được. Em kiểu như là em phân ra rõ ràng là cái đó là cảm nắng hay là cái người mà đồng hành với mình từ đó giờ mới là người bạn trai của mình, chứ không phải là cái người mình chỉ thoáng qua thôi. Em gái màu xanh, ghế xanh. Xác định mối quan hệ yêu đương luôn thì em thường em sẽ xem người bạn trai là người phù hợp nhất, tại vì theo quan điểm của em là không phải tốt nhất nhưng phải là phù hợp nhất. Cho mình hỏi là thí dụ mà bạn có bạn trai làm quán bar đi, bạn nghĩ cảm giác như nào khi mà bạn trai mình tiếp xúc rất là nhiều nữ và khi mà uống bia với khách, thì lúc đó là bạn có cấm cản là tiếp xúc với nữ nhiều không? Nếu như là em là có bạn trai làm trong quán bar thì em sẽ tin tưởng bạn đó, nhưng mà ở một cái mức nào đó thôi. Ví dụ như là bạn đó quen em thì ít nhất bạn đó cũng sẽ để mối quan hệ của em trên Facebook là đang hẹn hò gì đó. Còn nếu như mà lỡ mà bạn đó kiểu như sa ngã, em muốn nghe lời giải thích của bạn đó, anh giải thích thì em cho anh 3 phút để anh giải thích. Anh có 3 phút để anh nói lên cái những cái gì có đó của mình. Có cơ hội trước toàn dạ. Em lúc nào cũng luôn cho người khác cái cơ hội là để giải thích cho mình, nhưng mà phải thuyết phục em được nha. Còn nếu như mà lý do mà công việc anh này kia hay là lấy cái lý do mà em không hợp lý thì thôi em sẽ không nói nữa. Ừ. Rồi, em. Trong cái môi trường quán bar thì mấy bạn có chịu được cái việc mà bạn trai không thể mà cứ kiểu mà mình sẽ nớp liên tục mà mình đi chơi với nhau nhiều quá, kiểu chỉ là lâu lâu một tháng có thể là một hai lần thôi chứ không được nhiều, mấy bạn có chấp nhận được cái việc đó không? Dạ được, tại vì em cũng là đi làm rồi nên em hiểu cái cảm giác mà đi làm thì xin nghỉ là một ngày rất là khó, nên là việc mà bạn trai mình nó phải xin nghỉ rồi nó đi, bạn nó đi với mình á thì khó khăn cho bạn đó dữ lắm, nên em thông cảm được. Chỉ còn là một tháng hai tháng gì hai đứa một chuyến đi xa thì em cũng chấp nhận được. Trả lời câu hỏi của bạn ghế xanh trước. Thì là quan điểm của em á là em thường là một người khá là tự tin về mình. Em nghĩ là khi mà hai người yêu nhau thì phải có sự tin tưởng với nhau, và em nghĩ là khi một bạn nam thích em hoặc là quen em thì em cũng có một cái giá trị hoặc là có một cái ý nghĩa nhất định, cho nên là em thường là sẽ tin tưởng, và kiểu em cũng thích đi bar uống rượu á, cho nên em sẽ ghé quán bar bạn trai em uống, đã lại vậy vui mà. Cho nên là em sẽ khá là tin tưởng. Còn câu hỏi của anh ghế đỏ thì bản thân em cũng là người khá là bận rộn, cho nên một tuần hoặc là một tháng up một hai lần cũng ok. Nhưng mà quan trọng là em cần được biết lịch trình của bạn trai em. Ok. Bây giờ anh hỏi hai em nè. Tại vì công việc của em là biết rồi, là bị giới hạn. Nhưng mà cái địa điểm của em thì lúc nào bạn gái của em cũng đều biết hết. Thì em có ngại khi mà mình đang làm việc thì bạn gái tới chơi không? Dạ em thấy bình thường. Bình thường. Dạ em còn welcome nữa. Welcome luôn. Tới nhớ bo cho em được rồi. Dạ không, chỉ cần giữ khoảng cách với các bạn nam khác là được rồi. Việc mà mấy bạn nữ tới cái quán của em làm ngồi thì em cũng thấy bình thường, không có việc gì hết. Kiểu người ta tới với em thì em còn vui nữa. Dạ thì em cũng không cần mấy bạn, mà kiểu mình tự biết giữ bản thân là được. Còn nếu mà mấy bạn mà trong cái tình trạng mà có thể mấy bạn bị say thì có thể em cũng sẽ, nếu mà thấy có ai có cái ý định tiến tới thì em sẽ ngăn lại. Bây giờ mình là ông thanh niên, mình chủ động đi. Các chàng trai có thể là tiến tới và có thể là xin nắm tay một cô gái mà mình thích hoặc hai cô gái luôn, để đo cái cảm xúc trong người của mình và muốn nói một điều gì đó với các cô ấy trước khi mà chúng ta bắt đầu. Cho mình xin nắm tay một cái đi. Kỳ quá. Nhìn đâu mình rồi. Kiểu nó không có giống. Đâu em đứng dậy, đứng dậy luôn. Em đứng dậy luôn. Rồi, nắm tay. Rồi không nói gì luôn. Em xin cho mình nắm tay một cái. Trời ơi, mấy đứa trẻ này nó. Rồi thôi về đi. Dạ, thôi về đi. Tới thằng này qua. Trời ơi, thử ra không nổi. À, cho phép mình nắm tay bạn xuống nha. Rồi. Tay bạn ấm quá. Rồi, có nói gì không? Thả tính gì, thả tính thôi nha. Qua chương trình này là cho mình cơ hội để hai người tìm hiểu nhau. Dạ. Mình cũng mong vậy. Cảm ơn.
Kính thưa quý vị, bây giờ là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định của mình. Bên hông cái ghế của các bạn có hai cái nút bấm, mà một nút màu đỏ, một nút màu xanh, sẽ tương ứng với vị trí ngồi của đối phương. Mình thích cái bạn nào thì mình sẽ bấm vào cái nút vào màu ghế đó. Và bây giờ các bạn trẻ của tôi ơi, hãy đặt tay lên nút bấm đi nào. Hướng mặt về trước, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại để làm gì? Nhắm mắt lại để lắng nghe tiếng nói của con tim mình. Đây là chương trình ghép đôi thần tốc, là nơi thể hiện cảm xúc chân thật nhất. Bây giờ là khoảng khắc quyết định. Các bạn sẽ phải đưa ra quyết định của mình sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2 1 Thích một bạn nam không cần quá đẹp trai, không cần hot boy như vậy đâu. Em chỉ cần một bạn kiểu ưa nhìn nhưng mà phải là tinh tế một chút với tử tế. Không có gia trưởng, không có kỳ bò tính toán, chỉ là ít nói một xíu. Em thích mấy bạn bánh bèo xíu, không cần quá mạnh mẽ đâu. Dạ, tại em bao bọc người ta được. Có biết nấu ăn cũng được, mập cũng được. Tại vì em có thể làm cho bạn có thể bạn ấy giảm cân được. Dạ, đúng rồi. Bấm. Tất cả đã đưa ra quyết định của mình chưa ạ? Hết thời gian. Và các bạn có thể nhìn thấy. Và ngày hôm nay em bấm lộn anh. Đúng rồi. Rồi em bấm gì nhiều quá vậy? Bây giờ hai màu luôn rồi. Cái gì? Em bây giờ em phải dùng màu gì? Màu đỏ hay là màu xanh? Bây giờ em đừng có nhìn ghế bên đây. Bây giờ vấn đề chị hỏi em là giờ em chọn màu xanh hay màu đỏ? Anh áo. Không có áo, ghế xanh hay là ghế đỏ? Nó da bèo đúng không? Rồi, quyết định. Người ta chưa trả lời, ông đừng trả lời giùm người ta. Em muốn chọn anh ghế màu xanh hay ghế màu đỏ? Cái anh mà áo đen. Cái anh áo đen là cái anh ngồi ghế đỏ. Rồi bấm nút đỏ. Bấm nút đỏ. Trời đất ơi, cái gì có hai cái nút bấm mà cô không quản lý được hả cô? Tôi ở đâu ra đó đàng hoàng hả? Bậy bạ được. Tay không trắng tay lại về không. Hả? Tăng ta lăng tăng tăng tăng. Chúng ta có thể đi dạo một vòng mà ngắm xem. Em sẽ xin lỗi. Anh da beo. Dạ. Anh da beo. Dạ. Thì đã hướng tới cô gái ghế màu đỏ này. Và cô gái màu đỏ này đã hướng tới anh ghế đỏ này. Cái mặt quá đạt. Và anh ghế đỏ này hướng tới cái cô áo xanh này. Và nguyên xanh nhân này đầu đuôi đầu ngay hết. Muốn nhỏ là từ em hết. Tại không sao? Bấm gì cả. Tại sao em không chọn ai hết? Em nghĩ là em nghĩ là cần thời gian tìm hiểu thêm. Em hơi chậm một tí. Thật ra là hôm nay chị cho tụi em trò chuyện là hơi dài hơn những cặp người lớn khác rồi đó. Còn em thì sao? Sao rối vậy? Giờ xác định rõ nãy giờ bấm lộn hay bấm đúng? Em... từ từ để em... từ từ là... để em suy nghĩ đó. Nãy giờ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề luôn hả? Là sao? Là em bấm cái ghế hay là em... bấm cái người ngồi trên cái ghế á. Bây giờ giật này đúng không? Anh đó là thích anh đó thì bấm đúng rồi. Dạ, anh ngồi ghế rồi. Đỏ thì em bấm nút màu đỏ là đúng rồi. Chứ em bấm từ lưa vậy em muốn hai anh lượt. Dạ, không không không. À rồi bây giờ anh không chịu bấm em là em cảm thấy như thế nào? Em bình thường. Sao kỳ vậy? Mình thích người ta không thích mình mà mình bình thường. Nếu không thích được thì mình hay làm bạn. Bây giờ em ổn chưa? Dạ ổn. Không sao. Rồi mình còn trẻ mà. Rồi thôi mời bốn em đứng lên. Vui. Những bạn trẻ chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Kính thưa